lách sọt đẹp thế nhở? Chuyện mày nói cái điều ấy ai cũng biết. Thế để cho em vào xem con này có khác con xe của chị xem tí nào không. Wow, xe đẹp thế nhở? Ý xài, công nhận xịn thật đi. Hợp đồng thuê xe. Chị xem ơi, cần cái mộ mày. Cái gì đấy? Không có gì đâu nha. Mày có thấy không? Anh nha, thuê xe về lừa chị Sen à? Lừa đâu mà lừa. Thôi đừng nói chị Sen gì nhá. Được, nhưng mà không phải. Không phải cái này. Thế là cái gì? Con này là iPhone mấy anh nhỉ? iPhone 7 em ạ. Không phải, hình như em thấy chuẩn bị thành iPhone 15 rồi đấy. Này, vứt. 1, 2, 3. Em xin. Đừng nói chị Sen gì nha. Tờ này à, còn sử dụng lên dài đấy. Hoàng Long Thập Bát Trưởng mà gặp hấp tinh đã tháp ta, cô bà tắt đi ạ. Mẹ xem nào, ra xem nào. Mẹ xem đây thì Innova không? Thích lăng rồi. Xem cười. Ra đoàn đi. Ra đi. Ôi giời. Chán ghê. Đây đây đây. 15. Này, cứ đợi đấy. Đấy, mày nhìn xem, anh làm mấy cái xe rồi, mày chả làm được tích sự gì cả. Biết rồi, chắc gì đó của anh Hải. Mày nhìn anh mà học hỏi nhá. Vâng, cay thế nhở. Được rồi, mẹ đứng im đây, tao cho mẹ xem cái này. Mày mà nói với ai biết nhá, mày chết với tao. Thôi, cho mình mẹ xem chắc không ai biết đâu nhỉ. Đây, con cho mẹ xem này. Gì đấy? Nhạt nhẽo thế nhở? Vậy là mới hay chứ. Mẹ biết đâu chú giả. Sao bố hài lâu thế nhở? Ơ à, không được học hả con? Bố đã ra cho con đi học đâu. Để mẹ. Ông Hải đâu? Dạy cho con đi học. Ơ, em làm sao vậy? Thì chuyện đi học của thôi ấy. Có làm sao? Thôi nên. Cô giáo chuyển trường ấy, ai dạy thôi đây? Cô muốn đến bóng cô khác. Nhưng anh thích cô kia. Hả? Thích chưa? Anh vẫn thích cô là con. Đây thì bố cho đi học nha. Hả? Ê. Không. Hả? Có cách rồi. Con buồn ngủ à? Vâng. Kìa, buồn ngủ thì ngủ đi con. Chết rồi, cái gì bay mắt rồi. Cô giáo đẻ tôi. Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như. Chết chưa con bảo mẹ. Ơ mẹ xem đi. Á, rồi quả này chết lắm à.
không thì thổi cho à. Cô thích bắt phía bề ngoài của con đi được không? May bán được loại hồi nãy, mang con tiên đi chợ thôi. Cái gì vậy? Gì đâu mẹ à, con dán nè. Cứ tổng cái gì? Ơ, tiền đâu rồi? Tiền đây. Sao bố lại lấy tiền của con? Tiền nào là tiền của con, anh tay người được chứ. Không thì bố chơi đi, không quan bảo mẹ. Bỏ đi, bỏ đi, tưởng bố sợ à? Không ổn rồi, mình phải tìm cách khác thôi. Ôi, con là con bảo. Bảo cái gì? Nhận được quả rồi. Trở lại người đánh mất. Con xin nhắc con đi giả mẹ đây. Mày thôi, đi mua trà sữa đi. Ok. Thế á, thôi đi mua trà sữa. Vâng. Thôi quá nhà không nhỉ? Ê thôi. Mày đến đây làm gì? Đến đây làm gì? Đến dù mày solo Free Fire cái gì nữa? Bắn thì đánh ngu, tôi thích solo. Đúng vậy. Này đứng mà kinh thường, solo thử xem. Solo cái chó đi. Đúng vậy. Anh chà, được đấy nhỉ. Đi xếp hôm nay cho bố hai một tí ở nhà nhá. Anh ơi, hôm nay của anh này. Ừ, anh xin nhá. À, đâm lên phía mấy trai à. Thôi, lại đây cô bảo. Cái gì mà ngót thế cô? Tim có chân không đấy, đây cháu đi kể. Chuẩn, một chân một chân. Bye bye. Bye, gấp 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 gấp. Gấp gấp cái gì? Cô Hiền đang hù hì anh nào ngoài kia kìa. Đâu, con này chết với tao. Mẹ con mèo đây. Này. Nhanh cái tay lên bao nhiêu hàng ngồi mà sao à. Nhìn cái gì mà nhìn, đóng hết hồn anh như sao tể lông, nghe chưa? Rồi sợ quá. Mẹ làm sao vậy? Đây hay con không nhìn thấy à? Cái gì vậy? Ôi đồ, mẹ xem sợ con ác. Thật à? Vâng. Ơ, bố hãy đi đâu vậy? Quả này về đây chết đấy bà nghe chưa? Bây giờ hai mẹ con mẹ muốn sao? Úi trời, tưởng thế nào cơ? Có ai cái sợ ngay nhờ. Ồ. Vào. Quả này thì mẹ xem mất nóc nhà rồi. Sai đi mua mấy cái bình mà giờ không thấy đâu nữa rồi. Chắc là bố đi chơi rồi. Rồi. Mày ơi, hình như bọn tao gọi sao ấy. Thế mà mày bảo mày đi đâu? Bọn tao bảo đi mua bình. Thế mày đã mua chưa? Chưa. Ui giời, ui thế mà đi mua đi rồi thì chưa. Mình lắp suy này mua được tặng cả xe, 80 bỉm nữa tặng xe mà còn rất nhiều phần quà nữa cơ. Đúng không? Giỏi đây. Mẹ ơi, mẹ bố có mua gì à? Xíu. Ở tài chưa ạ? Xíu. Ây da, ai có nhà không? Thằng Khánh. Ôi sao ngoài bạn không ra vậy? Anh phải ăn không khỏi. Không ăn được đâu. Cố đi anh. Ôi,
em không mấy đâu. Có những lần tình cảm với em, anh cầm đấy mua được mua xuống nhá. Thôi anh cứ cầm đấy, anh cần tình cảm với em. Thôi để em lo cho. Ừ, vậy thì em lo giúp anh nhá. Em về đây anh giữ sức khỏe. Lớn tao cơ mà. Anh mấy đâu? Kệ mẹ tao. Hay là thằng Trung? Được. Bố có trả lời cho con không? Chơi thua còn đòi cái gì nữa? Kìa, trả lời cho con đi. Mày biết cái gì mà nói? Năm lít. Một lít mà đầy 5 lít à? Xuôi. Một lít. Mình xin nhá, hai nước. Chết chua, ai bỏ khuôn qua không trả lời cho con. Mình đến nè, chia nè. Chia thì chia. Ai in? Sắp hành á? Sắp hành nhở? Để đây phơi cho nó khô tí. Ui ôi. Ăn đoạn rồi. Toán thật rồi. Ơ, ai làm bố bát vậy? Thôi, bố tặng con đôi giày. Ờ, đi dạy với em con nha. Sau này bố hải tốt thế nhở? Ai làm vào bát kia? Thôi xong rồi. Con xong quyết đâu? Sao ông quyết ở? Không nói được. Tao nhỉ? Sao quyết đi? Lần này làm móng về không cần phải làm việc nhà. Cái điên nó xuống rửa rau. Còn móng mới con không làm đâu. Tóm lại mày có làm không? Để tao thế nào? Thôi nhà ra rửa lại phòng rồi. Ba, gọi cho nhà ra như này này. Thật không? Ngã đâu làm im rồi đấy. Thôi đừng dậy. Ế không được đâu. Sao vậy? Dậy lại ngã tiếp thì sao? Thôi thôi nằm im đi. Nằm xuống đi. An toàn ở trên đấy. Qua ngày xấu rồi dậy thôi. Thôi đi giao hàng đi. Đi giao hàng đi. Nhưng mà em ơi. Nửa đêm mày giao hàng ai nhận? Đi về. Để đi về. Ra. Ăn đi bạn ơi, nó nhanh khỏi. Nhanh, làm việc thôi. Ơ, con chị ốm à? Ừ. Để xem nào, con chị ốm rồi. Ốm đau gì mày lại lừa mẹ cái gì? Thôi, mày đi ra cho mẹ đóng hàng. Con tin con này. Sao? Mau lên đi. Làm những điều mình thích thôi. Anh ơi, nhuộm em quả tóc. Nhuộm màu gì em? Cho em màu tự do. Màu này được cho em. Ok đấy. Ô, không trả tiền à? Vừa học xong, tiền nó mới trả. Tính. À, dám bắt à?
Lão nhào nó quen này. Chết chưa con nói là không nghe. Ừ, mùi gì thơm thế nhở? Có nhìn cái gì? Ủa ơi, tôm thòi the, sao con xin cái càng? Của bố à, đấy, không cho đâu. Cho con xin đúng một cái càng thôi. Không cho à? Cho là thôi. Ô, cô quấy nào? Đánh nữa. Ngon thế. Cô nhìn cái gì? Cho cô uống với. Chịu, mồm cô to lắm. Mồm cô có to đâu? Được. Được, cháu nhớ đấy. Thế tóm lại có cho uống không?